What we're doing this year is we'll be having a series of mini concerts, you know, and we'll be working with local artists, we'll be working with labels, and we're very excited about the energy of that. You know, our 12th floor here is open air. Artists are be able to come in and feel that in the audience. I think really having a rooftop, being able to share music, fans coming out and enjoying the evening, enjoying music in the live setting. Because we're live streaming this as well as the live show, having multiple areas and cabling and everything, it technically it's quite complicated. So the quality is has to be on a high level for this to be able to work. We have a new system where, you know, they have this amazing system based on a Dante system where we can send signals to different studios, the front of house and the audience. Đây là lần đầu tiên Capitol Studios Billboard tạo ra một show trên sân thượng, nên là mình cảm thấy là rất may mắn là người đầu tiên làm show. Và mình thấy có nhiều bạn bay từ Hà Nội tới Sài Gòn để xem show này, nên là mình cảm thấy rất là vui và hào hức để gặp tất cả mọi người. Xin chào Billboard Việt Nam. 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 Hello Billboard Việt Nam. Đây là bà nội của mình. Đây là bà ngoại của mình. Đến lại xem mình trình diễn là chúc mừng cho cháu. Các bạn biết đến mình là qua cái countdown ở phố đi bộ. Mình hâm mộ mình từ lúc mình phát hành ca khúc debut là Flame. Mình biết mình cũng 2-3 năm nay rồi. Đầu tiên mình là một người fan rất là lớn của mình qua bài I Should Have Known. Lúc mà mình nghe Fat Happy á thì mình thấy là các bạn này, bạn có một cái giọng rất là tuyệt vời, nhưng mà đó giờ mình vẫn chưa biết. Mình rất là trông đợi cái show này, hy vọng mình sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời tối nay. Taegon, what's up? You all ready to leave this bed? Thank you so much for coming. I'm waking up in one big fright, I wet my tears and mute my cries. Trong live show lần này thì mình đã có hỏi tự ra set list của mình. Và thực sự thì khi mà mọi người tới show của mình muốn không chỉ mọi người cảm thấy những nỗi buồn mà những cái nỗi vui nữa, nên là từ đầu show tới cuối show thì mọi người sẽ được tận hưởng những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Mình thấy rất là vui và phải nói là mình theo dõi cả một cái chặng đường của mình đến ngày hôm nay, mình thấy rất là tự hào về mình và rất là vui được góp mặt cùng mình và chia sẻ những ca khúc của mình trên sân khấu với các fan của mình. Those emotions we feel, there is no explanation. Love can't be bought, it's a spark evergreen through the seasons. Okay, và bây giờ mình xin mời một vị khách mời, một bộ người nữa. Please welcome Thịnh Suy. Tôi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tôi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Trước đây mình và Minh có collab một bài hát lại nhạc của Bách Kịch, bài Còn Tuổi Nào Cho Em, một bài tiếng Việt tiếng Anh, cho nên là hôm nay mình nhắn tin Instagram bảo mình đến hát, nên mình đến hát. Tại vì lúc đầu mình làm thì mình cũng không nghĩ là sẽ có lúc diễn live, cho nên là hôm nay khá là bất ngờ và cũng không biết khi nào sẽ có lần diễn thứ hai, cho nên là mình cũng khá là trông chờ vào tối nay. I've got it. I know I've got trust. Thấy mình hát á, mình rất là bất ngờ kiểu hát hoàn hảo luôn á, kiểu hát nghe rất là hay và mình hát rất là nhiều cảm xúc. Mình thấy đó, mình nhìn mặt biểu cảm, nhìn thần thái của bên kia, mình hát á quá bất ngờ, quá tuyệt vời luôn. Và không ngờ là ở bên ngoài mình live rất là khí thế rất là tốt và mọi thứ nó rất là hòa quyện với nhau. Chung cái không khí rất là vui và tụi mình rất là mong là sẽ có những buổi diễn như vậy nữa.
đây là lần đầu tiên mà mình được nghe Minh hát live, cho nên mình rất cảm ơn Billboard Việt Nam đã đem đến cái cơ hội này cho Minh và những bạn fan khác. Mình hy vọng là Billboard Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội này hơn cho tụi mình. Chị thấy Minh là người khá là đơn giản này, kiểu đơn giản xong làm nhạc thì nghe rất là Anh, nghe rất là kiểu Tây, mình rất là thích chuyện đó. Và một và cái nữa đó là kiểu giọng hát của mình khá là kiểu wow ấy. Tại vì mình không ngờ là được một người sinh ra Việt Nam xong rồi lớn ở Việt Nam mà có thể hát như vậy. Tất nhiên mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã tới buổi tối ngày hôm nay. Thank you so much. Như chúc mình luôn luôn kiểu theo đuổi đam mê của mình, luôn luôn vui vẻ và dễ thương. Mong mong là mình sẽ thành công. Mình ơi, keep doing what you do. Nội ngoại đều nhắn chúc mình thành công. Chúc mình thành công.